Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội đang lan truyền phương pháp thải độc Detox bằng cách truyền cà phê để thục tháo đại tràng, đẩy chất cặn bã độc hại của cơ thể ra ngoài, giúp thanh lọc, nâng cao sức khỏe. Rất nhiều sản phẩm dụng cụ phục vụ cho việc Detox bằng thục cà phê cũng được bán tràn lan trên mạng. Trước đó, nữ bệnh nhân tên B, 38 tuổi, vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì đau bụng dữ dội vùng chậu dưới rốn kèm đi ngoài ra máu. Sau khi sử dụng biện pháp thục tháo thải độc bằng cà phê tại một phòng khám tư nhân, bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, phó trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa, gan mật tụy, bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc bơm cà phê vào hậu môn sẽ làm trực tràng bị giảm kích thích, lâu dài làm mất phản xạ của trực tràng. Đồng thời, việc mất phản xạ của trực tràng cũng làm gia tăng nguy cơ vỡ trực tràng trong những lần thục tháo sau, do bệnh nhân không còn cảm giác buồn đại tiện. Tệ hơn, thục cà phê có thể gây viêm đại trực tràng, đẩy hệ vi sinh đường ruột vào trạng thái mất cân bằng. Ngày 22 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, tuần qua, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng nhanh với 2.172 ca bệnh được ghi nhận, tăng gấp 2,1 lần so với trung bình 4 tuần trước là 1.020 ca. Dự báo số ca mắc tay chân miệng và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới. Trong đó, tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ ca nặng từ các tỉnh thành chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 80%. Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo về tình hình tay chân miệng đang tăng nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. Trong khi lượng tồn thuốc immunoglobulin sử dụng điều trị tay chân miệng tại các bệnh viện hiện chỉ còn khoảng 2.400 lọ, dự kiến đến cuối tháng 8 năm 2023 mới có đợt thuốc này nhập khẩu tiếp theo với số lượng hạn chế. Ngày 22 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cho lực lượng công an kiểm tra, truy quét những người làm vàng trái phép tại khu vực bãi 5A, thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng đã tháo dỡ tiêu hủy một số lán trại và các phương tiện máy móc của những người làm vàng trái phép. Công an huyện Phước Sơn cũng đã triệu tập hai người có hành vi dọa đánh phóng viên. Bước đầu, những người này khai do say rượu nên không kiểm soát được hành vi. Trước đó, vào ngày 20 tháng 7, một nhóm phóng viên vào khu vực bãi 5A để ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép sau khi nhận được phản ánh của người dân. Khu vực nhóm phóng viên tác nghiệp cách mỏ vàng 7 muối của công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Minh khoảng 400m. Hiện mỏ này chưa được phép khai thác trở lại để khắc phục vấn đề môi trường. Khi phóng viên đang tác nghiệp, một số người từ láng trại tiến tới quát tháo, hành hung, buộc phóng viên phải bỏ chạy. Chỉ khi một số người can ngăn thì người này dừng lại. Ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mê Linh trong vòng 15 ngày. Cụ thể, tại quyết định số 1953/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, Nguyễn Văn Hoàng ký ngày 20 tháng 7, nêu rõ lý do tạm đình chỉ ông Nguyễn Văn Hải để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của người đứng đầu địa phương để xảy ra 3 vụ phá rừng và 1 vụ khai thác lâm sản trái phép tại các tiểu khu 263A-264, với tổng diện tích rừng bị thiệt hại 2.955m2 trên địa bàn xã Mê Linh. Trong quá trình tạm đình chỉ công tác, ông Hải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề liên quan trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn xã. Chiều ngày 21 tháng 7, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lâm Minh Quang, sinh năm 2000, trú quận Tân Bình, ngụ quận Phú Nhuận để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại đường Lê Văn Sĩ, phường 12, quận Phú Nhuận, nạn nhân là anh Ca. Tại cơ quan công an, Quang khai có mâu thuẫn cá nhân nên đã giết anh Ca. Theo đó, năm 2022, Quang cho anh Ca vay tiền nhưng anh này chưa trả hết nợ cho Quang. Đồng thời, Quang cho rằng Ca thường xuyên nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới thù tức. Sáng ngày 21 tháng 7, Quang đến nơi Ca ở, dùng dao đâm anh này tử vong. Chiều ngày 21 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Văn Hiếu, 44 tuổi, ở thị trấn Lộc Hà,
và Bùi Ngọc Ánh, 34 tuổi, ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai đều nguyên là kế toán trưởng xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Trước đó, ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét nơi ở đối với Phan Đình Cương, 58 tuổi, ở tổ dân phố Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Bằng về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà đã có kết luận thanh tra chỉ ra một số sai phạm về việc quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra tại xã Thạch Bằng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phan Đình Cương.